Chương trình thời sự xin tiếp tục với các tin tức thế giới. Bộ thủ quý vị Trung Quốc đang gia tăng các hành động nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra khủng hoảng hoặc xung đột ở biển Đông hoặc ở eo biển Đài Loan. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Eli Ratner đã cảnh báo như vậy khi quan hệ Mỹ Trung tiếp tục căng thẳng. Phát biểu tại Trung tâm vì an ninh Mỹ mới, ông Eli Ratner gọi đó là một phần của sự gia tăng mạnh mẽ trong hành vi hung hăng, thiếu chuyên nghiệp, mạo hiểm, không an toàn bao gồm việc thả pháo sáng và mảnh vụn kim loại vào máy bay của đồng minh Mỹ. Ông nêu rõ, thật nguy hiểm, rủi ro và có thể dẫn đến một sự cố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra một loại khủng hoảng hoặc xung đột nào đó. Điều đó xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc không muốn tham gia với Mỹ trong các hoạt động liên lạc giữa quân đội hai nước, không chỉ liên lạc về khủng hoảng mà cả đối thoại. Mỹ đã phàn nàn về việc Trung Quốc từ chối điện đàm kể từ khi ngoại trưởng Anthony Blinken hủy chuyến thăm Bắc Kinh sau khi phát hiện khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc trên bầu trời Mỹ, Lầu Năm Góc hai tuần qua đã công bố đoạn phim về hai sự cố liên quan đến tàu Trung Quốc. Thưa quý vị, vòng xoáy căng thẳng Bắc Kinh Washington đã kéo theo Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Bắc Á vào cuộc. Hôm nay, Hàn Quốc đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Minh sau khi ông này nói rằng Hàn Quốc đang đặt cược sai vào Mỹ Trung. Trước thêm cuộc gặp chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung tối qua, ông Hình Hải Minh nói rằng Hàn Quốc đang đặt cược sai vào cạnh tranh Mỹ-Trung, đồng thời hối thúc Seoul ngừng tách khỏi Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ đảm bảo giữ lời hứa và thể hiện sự tôn trọng rõ ràng về các mối quan tâm cốt lõi của Trung Quốc, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan. Đại sứ Trung Quốc nói rằng Seoul chịu ảnh hưởng của Mỹ nên đã gây khó khăn cho quan hệ song phương. Ông cảnh báo Hàn Quốc không nên đàm phán sai lầm về Trung Quốc vì sự can thiệp của yếu tố bên ngoài như áp lực từ Mỹ, đồng thời kêu gọi Seoul khôi phục quan hệ kinh tế ngoại giao với Trung Quốc. Hội đồng thống đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm qua họp ở Viên Áo. Tại đây, Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc phát hiện vật liệu hạt nhân chưa được khai báo tại Iran. Các thống đốc đã thảo luận về việc phát hiện các hạt uranium chưa từng được khai báo tại ba địa điểm ở Iran. Chính quyền Tehran giải thích rằng vật liệu hạt nhân có thể đã được sử dụng trong một cơ sở nghiên cứu liên quan đến một mỏ trước đây tại một trong các địa điểm. Tổng giám đốc IAEA Rafael Rossi tuyên bố cơ quan này đã nhận được câu trả lời hợp lý của Iran, song lưu ý rằng IAEA không có bất kỳ phương tiện nào để thực sự chứng minh hoặc bác bỏ, lời giải thích của Iran. Trong một tuyên bố chung, Anh, Pháp và Đức cho biết IAEA đã báo cáo không có tiến triển nào trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn động tại hai địa điểm còn lại của Iran. Tuyên bố kêu gọi Iran làm rõ và giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại trước cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Thống đốc IAEA dự kiến vào tháng 9. Theo tuyên bố, nếu Iran không làm điều này, hội đồng sẽ phải chuẩn bị để thực hiện các hành động tiếp theo. Thú vị hôm nay, vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa chính phủ Colombia và nhóm du kích ELN tiếp tục tại Havana. Nhiều khả năng các bên sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố chung, đại diện của chính phủ Tổng thống Gustavo Petro và ELN cho biết phiên cuối của vòng đàm phán thứ ba được rời lại. Các bên đang hoàn thiện tài liệu và thủ tục để ký thỏa thuận ngừng bắn vào hôm nay. Hôm 7 tháng 6, Tổng thống Petro cho biết ông sẽ đến Havana để giám sát phiên bế mạc vòng hòa đàm này. Chính phủ Colombia và ELN có khả năng ký một thỏa thuận lịch sử về lệnh ngừng bắn để chấm dứt giao tranh. ELN là nhóm du kích lớn nhất đang hoạt động tại Colombia với khoảng 2.400 tay súng. Việc đạt thỏa thuận ngừng bắn sẽ đánh dấu một chương mới trong lịch sử của đất nước, vốn chịu xung đột bạo lực trong hơn 6 thập kỷ qua. Hôm nay núi lửa Anad Gakatoa ở Lampung, Indonesia đã phun trào bụi cao 3.000 m lên eo biển, ngăn cách đảo Java và Sumatra. Núi lửa phun trào lúc 8 giờ 46 giờ địa phương và đến 10 giờ vẫn bốc khói dày đặc. Chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tình trạng của núi lửa Anat Rakatoa hiện ở mức cảnh báo cao thứ hai sau khi các nhà chức trách nâng mức này vào năm 2022 do hoạt động núi lửa tăng mạnh. Miền núi lửa đã sụp đổ một phần vào năm 2018 khi một vụ phun trào lớn gây ra một cơn sóng thần, giết chết hơn 400 người và hàng ngàn người bị thương. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng lục địa gặp nhau, gây ra hoạt động địa chấn và núi lửa cao. Nước này có gần 130 núi lửa đang hoạt động. Khói độc từ cháy rừng ở Canada tiếp tục bao phủ nhiều thành phố bờ đông nước Mỹ, đe dọa sức khỏe của hàng triệu người. Chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô Washington đang ở mức nguy hiểm nhất, vượt xa một thành phố được cho là ô nhiễm nhất thế giới ở Nam Á và Trung Quốc. Chính quyền đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Các trường học phải hủy tất cả hoạt động ngoài trời, các chuyến bay đều bị hoãn và hàng triệu người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Vườn thú quốc gia Mỹ thông báo sẽ đóng cửa để bảo vệ thú, nhân viên và quan khách. Mỹ cho biết đang gửi thêm lính cứu hỏa và thiết bị chữa cháy đến hỗ trợ Canada. Thưa quý vị, thùng rác của người này là kho báu của người khác. Đồ nội thất thường được xem là đồ dùng một lần, nhưng một công ty khởi nghiệp ở Pháp muốn thay đổi điều đó. Doanh nghiệp trẻ Maison Tuneson đã tận dụng rác thải xây dựng và biến chúng thành những món đồ giá trị. Ngành công nghiệp xây dựng của Pháp tạo ra khoảng 50 triệu tấn chất thải mỗi năm. Maison Tuneson, do bốn kiến trúc sư trẻ đồng sáng lập năm 2019, đang cố tận dụng lượng dư thừa khổng lồ này, kết hợp giữa kim loại và gỗ, dòng sản phẩm nội thất Zero đầu tiên không carbon, không chất thải ra mắt năm 2022, tiếp nối thành công, Maison Tounesson ra mắt bộ sưu tập thứ hai mang tên Mono. Một nhà thiết kế và đồng sáng lập cho biết: Nền kinh tế tuyến tính là chúng ta nhận, chúng ta xây dựng, vật liệu tồn tại và chết đi sau đó. Chúng tôi nói không, chúng tôi dừng điều đó lại. Trong nền kinh tế tuần hoàng, vật liệu được tái sử dụng và tái chế càng lâu càng tốt, tạo ra một hệ thống khép kín, nền chất thải được giảm thiểu và tài nguyên được bảo tồn. Myerson Tunison giúp tiết kiệm 2 tấn chất thải và 6 tấn khí thải CO2. Các kiến trúc sư của công ty nhấn mạnh rằng tính bền vững là tương lai. Ví dụ ở đây có các hay mà chúng tôi đã phục hồi trước đó từ STM, đối tác của chúng tôi. Vì vậy đây cũng là phế liệu sản xuất cho phép chúng tôi làm đồ nội thất 100% từ phế liệu với mọi thứ từ Toulouse và mọi thứ được làm từ Toulouse. Các quy định mới đang biến nền kinh tế tuần hoàng thành hiện thực ở Pháp. Từ tháng 3 2021, luật chống lãng phí trên nền kinh tế tuần hoàng đã yêu cầu từ 20% đến 40% vật tư mà các dịch vụ công mua phải là vật liệu tái sử dụng hoặc bao gồm vật liệu tái chế. Chúng tôi thực sự cần phải có thứ gì đó đáp ứng vấn đề của mình. Chúng tôi tự nhủ, ồ, oh, chúng ta sẽ tái sử dụng như một phần của nền kinh tế tuần hoàng và đó sẽ là con người chiến của chúng ta chính phủ Pháp cũng ban hành chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất. Theo đó, các nhà sản xuất chịu trách nhiệm xử lý các sản phẩm của họ khi hết hàng sử dụng. Thưa quý vị, một trong những sự kiện đáng chú ý nhất tuần này là việc Hàn Quốc công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Truyền thông quốc tế nhìn chung đánh giá cao chiến lược này cho rằng chiến lược đã vạch ra được các giải pháp nhằm hiện thực hóa một nhà nước then chốt toàn cầu mà Seoul mong muốn. Hãng Ariang News cho biết, chiến lược an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc hướng tới việc theo đuổi sự hợp tác mạnh mẽ hơn với Mỹ, Nhật Bản và ngoại giao tự tin đối với Trung Quốc. Ariang News dẫn lời Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo nêu rõ, Ba mục tiêu an ninh quốc gia chính của chúng tôi, thứ nhất bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia và thúc đẩy an toàn công cộng. Thứ hai, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, chuẩn bị cho sự thống nhất trong tương lai. Thứ ba, tạo cơ sở cho sự thịnh vượng ở Đông Á và mở rộng vai trò toàn cầu của Seoul. Theo Ariang News, cân nhắc đến vị thế của Trung Quốc, Hàn Quốc cho biết họ sẽ áp dụng điều mà Seoul gọi là ngoại giao tự tin đối với đối tác thương mại lớn nhất của mình. Nhận định về vấn đề này, ông Kim Byung-jo, giáo sư tại Đại học Hàn Quốc cho biết, có những thay đổi đã được phản ánh theo cách chính phủ ông John mô tả vị thế của Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng nhưng không nhất thiết là đối tác chiến lược. Trong bài viết đăng ngày 8 tháng 6, tờ Nikkei của Nhật Bản có bài Hàn Quốc báo hiệu mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản trong chiến lược an ninh mới. Theo bài viết, Hàn Quốc đã áp dụng cách tiếp cận nồng ấm hơn đối với Nhật Bản khi Seoul cam kết tăng cường hợp tác với Tokyo dựa trên các giá trị phổ quát được chia sẻ. Cùng đưa tin về sự kiện, hãng thông tấn Yonhap cho biết, với 107 trang bằng tiếng Hàn và 150 trang bằng tiếng Anh, chiến lược đã nêu bật mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời vạch ra các mục tiêu nhằm hiện thực hóa một nhà nước then chốt toàn cầu. Dựa trên chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương được công bố vào tháng 12, chiến lược an ninh mới của Hàn Quốc đưa ra các bước chi tiết hơn để hợp tác với các đối tác. Theo giới phân tích, điều này là chính xác bởi như lời ông Trung Minh Ly thành viên cao cấp tại quỹ Kennedy vì hòa bình quốc tế. Hàn Quốc không chỉ phải đối mặt với những thách thức về quốc phòng trong tương lai mà còn cả những thách thức về kinh tế và công nghệ. Do đó, điều thực sự quan trọng đối với chính phủ Hàn Quốc là thực hiện đánh giá an ninh quốc gia toàn diện.